Xin kính chào tất cả quý vị khán giả và các bạn đã trở lại với kênh của Cali Sài Gòn, và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe, gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ nói về khoa học Phường Lê khi bị các tờ báo Việt Nam như là báo Pháp Luật, báo Việt Nam Rạn Nát, báo Người Lao Động, báo Mới, báo Thanh Niên và rất nhiều tờ báo chính thống của Việt Nam lên án về vụ việc Hoa hậu Quý Bà Phường Lê đã chế lời bài hát tiếng quân ca như thế nào, thì chúng ta cùng với nhau chia sẻ và hành động này nó lên những cái gì, có vi phạm pháp luật Việt Nam hay không, đây là sự chủ tâm hay là muốn PR cho bản thân mình để cho nhiều người biết đến nhãn hàng của mình trong lúc livestream. Và ngồi kế bên cạnh đó là người nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã đính hôn với Hoa hậu Phương Lê, không có ý ngăn cản mà còn đùa cợt với hành động này. Chúng ta cảm thấy rằng đây là một sự sỉ nhục cho bài hát tiếng quân ca đối với Hoa hậu Phương Lê. Khi cô ấy đã chế lời bài hát này trước mạng xã hội, hành động này đáng lên án hay không tất cả quý vị? Chúng ta cùng với nhau chia sẻ bài viết của những tờ báo chính thống của Việt Nam trước, rồi sau đó chúng ta cùng với nhau phân tích và bình luận nhé. Đây là tờ báo Việt Nam Rạn Nát. Tờ báo Việt Nam Rạn Nát là tờ báo mẹ của tất cả các tờ báo Việt Nam, các bạn, như là Việt Nam Express, Pháo Luật, khi nào cũng lấy từ cái tờ báo này ra đó. Hoa hậu Phương Lê lên tiếng nghi vấn chế lời quốc ca. Tối ngày 16 tháng 8, trên trang cá nhân của Hoa hậu Phương Lê chính thức lên tiếng về nghi vấn chế lời quốc ca và xin lỗi người hâm mộ. Thật ra tôi đọc hai chữ hoa hậu thì tôi thấy nó bất bình lắm. Tại vì không xứng đáng làm hoa hậu. Cái này chỉ là bỏ tiền ra mà mua danh hiệu mà thôi. Chứ đâu có hoa hậu nào mà lên trên mạng bóp chát với khán giả và chửi thề, rồi dùng những danh từ mà tôi cho rằng là rất là chở búa. Chúng ta có thể nói rằng là một người vô văn hóa, rất là kém văn hóa luôn. Hoa hậu gì mà như thế? Đâu có ai mà chấp nhận được một người có trình độ, có văn hóa, có kiến thức về xã hội và có cách ứng xử mà lại lên trên mạng xã hội này dùng những lời khiếm nhã để mô tả người này đùa cợt người kia, luôn cả lấy cái bài tiếng quân ca ra để đùa cợt. Phải không các bạn? Mạng xã hội lan truyền clip livestream của Hoa hậu Phương Lê được cho là chế lời hát quốc ca. Sự việc gây ồn ào khi lời bài hát được chế thành "Đoàn quân Việt Nam đi trong lòng của má". Chúng ta cũng biết rằng cô ấy đang chế giễu anh Tử Quốc Thanh, là người bạn chí cốt thâm tình của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, đối với một người lớn tuổi ngày xưa ôm người ta vào lòng tha thiết, gọi má tư, và bây giờ vì lợi ích không được thì bắt đầu quay ra, bắt đầu là chế giễu và dùng những lời khiếm nhã để nhục mạ người ta, thì tôi thấy rằng chúng ta có nên gọi cô này là hoa hậu hay không. Nhiều ý kiến bức xúc chỉ trích Phương Lê. Tôi không dùng chữ hoa hậu nữa nha, tại vì cô này không có xứng đáng vì hành vi thiếu chuẩn mực. Tối ngày 16 tháng 8, trên trang cá nhân của cô Phương Lê lên tiếng về việc chế lời quốc ca, xin lỗi khán giả vì phát ngôn gây hiểu lầm. Cô khẳng định không có chế lời hay xúc phạm quốc ca. Nó ăn khớp lắm các bạn. Nói là không chế lời chỉ là tự bào chữa cho bản thân của mình thôi. Theo tôi nghĩ rằng khi mà livestream và nói như thế, chẳng những xúc phạm đến tác giả, người đã cống hiến cho Tổ quốc Việt Nam và nhân dân Việt Nam bài hát tiếng quân ca, cô ấy đã xúc phạm những vong linh, những người chiến sĩ và hơn 90 triệu người dân ở Việt Nam nữa. Người ta tôn trọng bản quốc ca, còn cô ấy đã nhuần nhuyễn trong thâm tâm của cô ấy đã chế cái lời rồi, cho nên khi livestream là bật lên liền. Các bạn biết không, nghệ sĩ hát cương người ta còn phải có vần có điệu, còn cái này là cô ấy nói một cái tuần liền, có nghĩa là trong lòng cô ấy đã chế cái lời của quốc ca này là từ lâu rồi, chỉ đợi bộc phát mà thôi. Và ở đây
cũng là một cái sự mà tạo scandal á các bạn. Bạn cô ấy hay có cái màn là tạo dậy sóng lên để PR cho cái nhãn hiệu của mình. Lần này thì PR bằng cái bài quốc ca thì chúng ta nên nghĩ thế nào? Có nên tẩy chay hay không? Hay hoặc là chúng ta phải gửi một lá đơn nào đó, gửi tới một cái đơn vị hành chính nào của nhà nước Việt Nam để xem có cái hành động này có đáng lên án hay không? Chúng ta còn nhớ ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chỉ mang một cái huy hiệu khi mà đi biểu diễn, cái huy hiệu của chiến công bộ binh gì đó của thời đại Việt Cộng Hòa đó các bạn, thì đã bị đình chỉ cấm hát 9 tháng hả, theo tôi nhớ là không sai là như vậy. Và Đàm Vĩnh Hưng tuân thủ tuyệt đối, không chẳng những không hát ở Việt Nam, không biểu diễn Việt Nam và ở nước ngoài, cũng đã cancel hết tất cả những buổi trình diễn từ ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, cancel luôn. Có nghĩa là bạn ấy tuân thủ theo hiến pháp và điều lệ và chấp hành cái hình phạt của nhà nước Việt Nam. Còn cái cô này thì khác, còn nặng hơn nữa. Không phải là chỉ một cái khuy hiệu mà đem nguyên một cái bài tiếng quân ca ra để chế nhiễu, để nhục mạ người khác, nhưng mà cũng thừa cái cơ hội này cũng như là cũng sỉ nhục luôn cả cái bài tiếng quân ca luôn nè các bạn. Thế nên tôi cho hành động này đáng cực kỳ lên án. Cái cô này có tiền cho nên cô ấy nghĩ rằng mình có quyền, mình làm cái gì cũng được hết. Đừng có nói ở đây là xin lỗi. Thật ra khi mà cái bài mà tiếng quân ca cô ta chế lời, cô ta đã chế từ lâu ở trong lòng rồi, chỉ dịp phun ra mà thôi à. Lấy cái bài này để chế giễu một người khác, tôi cho rằng hành động này đáng bị lên án. Những lời xin lỗi của cô ấy thì tôi không chấp nhận. Nó chỉ là những lời mà kiểu mà sáo rỗng, những cái lời lẽ mà qua Mỹ mà thôi, chứ cô này không bao giờ biết sửa đổi. Từ bao nhiêu cái drama và hành động của cô ấy gần đây ở trên mạng xã hội thì chúng ta cũng biết cô ấy là mỏ hổn như thế nào. Từ lâu cô ấy bào chữa cho mình như thế này. Tôi cũng như mọi người dân Việt Nam đều tự hào và xúc động khi cất bài hát quốc ca thiêng liêng. Cô ấy không có biết bài ca này như thế nào đâu, chỉ biết chế lời mà thôi à. Cũng như ý thức việc thay đổi sửa chữa bài hát là hành động không thể chấp nhận, đáng lên án chứ không thể là không chấp nhận. Trong hoàn cảnh thường xuyên bị anti-fan công kích tấn công, một doanh nhân thành đạt rồi đang đính hôn với một người nghệ sĩ ưu tú nữa, thì tại sao mỗi lần livestream lại có anti-fan tấn công ào ạt? Có nhiều khi còn nhiều hơn là fan của mình. Lý do tại sao? Vì cái bản tánh hay đùa cợt nhục mạ người khác, đạp trên dư luận để tấn công tất cả mọi người, khi có Antifa lên thì là bóp chát liền, dùng những danh từ giống như là chợ búa. Tôi cho rằng cô này nó không có xứng đáng rồi, hai chữ là hắc hắc là quả hậu đấy bạn. Không có ai mà hắc hắc mà nói chuyện có vẻ như là chợ búa chứ cô này chứ á. Cô Phương Lê đính chính và khẳng định là mình thượng tôn pháp luật, và cũng đã livestream kể rõ chi tiết này giúp cho mọi người hiểu rõ bối cảnh đầy đủ của sự việc. Một lần nữa tôi xin lỗi mọi người vì đã gây ra sự khó chịu, và sẽ rút kinh nghiệm không dùng từ ngữ gây hiểu lầm về sao. Rất là kiêu căng, tự phụ, ngạo mạn. Người dân Việt Nam họ không phải khó chịu đâu, họ lên án cái hành động sỉ nhục bài tiếng quân ca bằng một lời chế cho anh Tư Quốc Thành. Hành động này tôi nghĩ rằng là cơ quan thẩm quyền có thể mời cô ta lên để nói chuyện. Tại vì tôi thấy hành động này nó còn nặng nề hơn với lại cái việc mà ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đeo huy hiệu. Tại vì ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chỉ đeo cái huy hiệu thôi để biểu diễn, mà nếu mà chúng ta nhìn ở đằng xa, ở tuốt, ở dưới
sân khấu chúng ta cũng không biết là nguy hiểm gì chứ nhá. Thì luôn cả những người ngồi cái VIP đó, bạn gần gần đó cũng không biết cái là cái gì nữa, trừ khi nào chúng ta coi cái MV hoặc là coi cái video clip mà chúng ta zoom lại gần thì chúng ta mới thấy được cái nguy hiểm. Và chúng ta cũng không ai hiểu được cái nguy hiểm đó là nguy hiểm gì, trừ khi có những người lớn tuổi hoặc là ngày xưa rồi cách nghĩa cho chúng ta mới biết thôi, chứ nhìn sơ qua không ai biết là gì. Chứ còn đằng này là cô ta trên mạng xã hội dùng những lời thô kệch chế giễu một bài hát cho một người khác, thì hành động này đáng lên án. Tôi dám nói các bạn là gấp trăm lần của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Cùng ngày trên truyền thông, bà Võ Thị Thu Sương, chánh thanh tra Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sở đã nắm thông tin liên quan đến cô HH Phương Lê để đang tiến hành kiểm tra vụ việc. Cô Phương Lê này sinh năm 1979, quê ở Trà Vinh, nổi tiếng khi được gọi là Á hậu doanh nhân người Việt thế giới năm 2016-17. Cái danh hiệu này thì là bỏ tiền mua, ai cả nấy đều biết hết. Cô giành chiến thắng trong cuộc thi Hoa hậu quý bà ở Hòa bình thế giới. Năm 2022, người đẹp thông báo kết thúc hôn nhân 13 năm với ông xã người này, là lớn hơn cô ấy mười mấy năm, gặp cô ấy trong một cái phòng trà, trong một cái chỗ mà cô ấy đang làm việc trong đó đó. Ai nấy đều biết cái chuyện này. Cô cho biết cả hai đã thống nhất dừng lại vì không đủ tiếng nói chung trong công việc sau khi ly hôn. Cô Phương Lê này đã thay đổi diện mạo của quần áo mới, chăm chút bản thân, cập nhật xu hướng thời trang giảm cân. Nhưng mà cho tới bây giờ thì béo phì vẫn là béo phì mà thôi, không thể nào giảm cân được. Những cái loại sữa hay là những gì cô ấy bán nói rằng giảm cân á, thì tôi thấy nó không giảm cân được các bạn. Cô ấy tôi thấy hình dáng cũng vẫn unu una vậy thôi. Nếu mà được nhất á, thì hãy đưa cho cái cô Thủy Lê Tạ Mở Thừa là cái người mà được cái cô bông hậu này mướn để làm những cái việc mà tấn công bên Hồng Loan hay là xấu xa để hàm hồng, để chà đạp, tôi phải dùng chữ phải nói là chà đạp rồi miệt thị Hồng Loan, con gái của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đó các bạn. Cho nên nếu mà những cái loại mà tại sao không phải là mình công kích gì mà mình nói, nếu mà thật sự cái loại đó mà cô ấy quảng cáo thật sự tốt, thật sự là như vậy, tại vì chúng ta đừng có tin vào những lời quảng cáo, tại các bạn biết rằng quảng cáo mà cái gì cũng vậy, đâu có mất tiền mua đâu. Nó tốt thật sự như những lời nói như vậy thì hãy để cho những cái người lính của mình uống trước, những người mập mạp á, thì nếu mà được giảm cân đúng cái quy trình mà họ quảng cáo cái sản phẩm của họ thì chúng ta mới tin được. Còn không thì nó cũng chỉ là quảng cáo PR cho bản thân của mình mà thôi, không các bạn ha. Quay lại câu chuyện mà chế giễu bài quốc ca và kế bên là một nghệ sĩ ưu tú, thì tôi thấy người này cũng chẳng ra gì, tại vì còn cổ vũ cho cái người bạn đời của mình hát bài này, cười giỡn này kia nọ. Thay vì mình là một người nghệ sĩ, mình thấy người bạn đời của mình mà vừa hát cái khúc đó là mình chặn ngang liền với hành động chúng ta. Ơi được, em không được làm như vậy. Đây là bài tiếng quân ca, đây là bài hát quốc ca mà 90 người triệu dân người ta rất tôn trọng. Đằng này thì Vũ Linh ngồi kế bên và không nói một lời nào, nếu không muốn nói là cổ vũ cho Phương Lê dùng cái bài hát này để nhục mạ một người khác. Cho nên tôi nghĩ rằng ngoài Sở Thông tin Văn hóa xem xét cái việc mà của cái cô hoa hậu này, chẳng những vậy mà còn coi luôn cái người bên cạnh là một nghệ sĩ ưu tú thì phải biết chứ, tại sao không biết các bạn ha. Nhưng mà giống như là ngồi để cổ vũ cho cô ấy vậy. Hành động hai người này đáng lên án cả.
Cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ và xin hẹn gặp quý vị trong một video lần sau. Xin chào ạ.